đầu tiếp tục vô con làm trong ba con ba con nha em đeo đưa thử trăm ba con nha tụi mình đã bắn được ba con. Chào anh em nha, hôm nay tụi mình đi săn chim đêm nha anh em. Bọn mình phát hiện có một cái cây chim nên giờ là ngủ rất là nhiều nha. Giờ tụi mình vô bắn nha. Đi, vô chân tụi mình. Lấy. Anh em tụi mình đã thấy con cua tiếp theo nha anh em. Đây, ba con này một chỗ nha anh em ơi. Rồi, hãy theo chân tụi mình nha. Cua anh em vô bóng đen ạ. Đó. Rồi, trật rồi nha anh em. Cái phát đầu tiên trật nha. Chờ đợi phát tiếp theo nha. Rồi, trúng. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Chập trăm. Rồi. Còn một con tiếp theo nha anh em. Cảm giác thế nào trăm ơi? Quá sung sướng anh em. Quá sung sướng quá đẹp nha anh em. Tìm trong mình bắn rất là chính xác anh em ơi. Rồi, rồi, rồi. Con tiếp theo nha, chuẩn bị bắn con tiếp theo. Cùng nữa nha anh em. Đây hai con nha, một chỗ luôn nha anh em. Hai con này một chỗ luôn nha. Rồi, một con. Con. Lớn trong. Hai con. Còn một con em trong mình tiếp tục. Con giờ tụi thằng em mình bắn tiếp tục nha. Tại sao bị chết lửa gấp đụng mày. Nó bay ạ. Rồi, từ từ bắn lại. Không vội lắm đâu. Hấp dẫn anh em ơi. 200 ấy. Nhìn anh ném ba con cho anh em coi rõ ba con. Còn cái dấu gì? Còn cái dấu không? Con cơ bị thương chỗ nào không? Rồi, ba con. Quá đẻ anh em. Quá đẻ anh em ơi. Đường ổ chứ luôn nha. Ba con giờ tụi mình đi săn tiếp tục săn nha anh em. Cái cây này tụi mình bán một cây được ba con nha. À, thằng em mình đáng đào tạo nha. Em nay ăn uống anh nuôi nha. Đỡ nuôi em đi ăn chim được không? Nhưng mình bắn khé là chính xác anh em. Thằng em của mình nuôi khé là bắn chính xác nha anh em. Sau nhiều pha bắn chặt thì nó bắn cùng trúng anh em. Giờ anh em mình tiếp tục lên đường đi bán chim tiếp này nữa nha anh em. Tụi mình đi sang đêm nha. Hiện tại bây giờ khoảng là 10 giờ đêm rồi nha anh em. Nhưng mà tụi mình đi chen bây giờ là nó sẽ rất là thoải mái nha anh em. Không bị ảnh hưởng chi cổ ồn ào gì hết nha anh em. Đi bán chim phải chịu khó nha. Đấy. Bán cũng khó bán dữ ta. Bên bán không? Rồi. Một con nha anh em. Một con nha. Hết bên bán phá. Giờ mình bán nha anh em. Ra tay nha anh em. Giờ mình ra men ra tay nha. Ui vô thật mắt rồi nè. Đang đưa đường bó từ từ. Mình chim từ từ. Rớt. Chạy đâu quay. Đứng đi. Đi. Rớt chim này đâu. Đưa em. Một bộ mình phát hiện một ổ chim rất là nhiều anh em ơi. Ui giời. Đó. Này bắn. Ui giời trời. Rớt rồi. Ôi, camera bắn trúng chim rồi. Đúng rồi anh em. Hiện tại tụi mình đã thấy một con cua rồi nha anh em. Tụi mình hôm nay đi sang đêm nha anh em ơi. Khi mà rửa đi ăn chỗ anh bắt nha. Rồi bán trật rồi nha anh em. Anh em đừng cãi nha. Chuẩn bị bắn nha. Hiện tại em mình đang thấy con chim ở trên đầu cây này nha anh em ơi. Đây nha. Thần thủ bắn ngá nha. Chào anh Bắc. Anh Bắc có nói với sao phát đạn. Đạn này hồi nãy anh bắn được 3 phát đó. Từ đó nói vậy. Lần này bắn qua để đuông tay bắn dở quá. Lần này sao? Lần hơi xui. Chết bắn một tay hơn chui. Anh em này coi bắt bắn nha. Lần này cố gắng nha. Cố gắng nha. Đây nó nằm trên chạy rồi.
Thôi đi xem. Chim thì đừng có rớt cục cứt nha cha. Nhắm kỹ coi. Rớt. Một con nha anh em. Một con. Con nó bay không? Thì nó bay đâu? Đeo lộn lại. Kìa nó bay qua nhanh đi. Đây lúc này đây, nó đây. Vừa đen này im ném cái tay rầu kìa đấy. Này nè. Thấy thấy nó không? Chim này. Đây. Từ từ bắn đây có hả? Chim rớt cho Trâm. Rồi đỡ đỡ bắn con đây đã lần luôn. Đây nó anh em đấy. Đây đứng đây thấy rõ nè. Có thành khỏe rồi nha anh em ơi. Ở đây nó anh em nhìn thấy không rõ mà. Thấy chưa? Đàn em chuẩn bị làm phát tiếp theo nha anh em. Con chim này anh em mình chỗ con đen nha. Bắn nhắm rất kỹ nha. Đó, anh em xem nè. Nhìn giật. Cho nó như vậy, cho nó tao cũng chưa. Má đông tay. Đâu. Dừng đạn nó bay một hướng, một chim nằm một hướng nha anh em. Tiếp tục phát thứ hai. Đâu. Tiếp tục phát thứ ba, bắn hết đạn nghỉ nha anh em. Trung cây không ơi. Trung cây không à. Anh em chờ chút nha. Lâu quá cứng tay, bắn. Anh quay im mà đừng nói em bắn. Nhân để bắn rớt nha anh em. Đây quay nhân đây. Nhân rớt chân bật rớt. Nhẹ cắt không? Chập chập. Chính rồi nha anh em. Hai con nha anh em. Đừng quay em bắn. Ở đây. Chim tiếp theo anh em ạ. Này bắt được hai con rồi. Hai con nha. Xác bị được rồi. Nhà được hai con sao cảm giác sao Trâm? Cảm giác rồi. Cảm giác là không bắt chân bắt bánh mà. Cảm giác này làm chim hay chứ? Cảm giác làm chim ấy. Làm chim là bắt phê anh em ạ. À bắt. Cảm giác xuống tay quá. Rồi giờ đi bán nữa không? Đi tiếp. Tiếp tục anh em cho mình đang trên hành trình đi bán chim nha anh em. Bán chim buổi đêm nha. Bán đèn ná nha anh em ơi. Nó hấp dẫn nha. Hiện tại anh em tụi mình đã thấy con cu trên cây rồi nha anh em. Một cặp cu nha. Rất to luôn rồi. Cu đất cu như thế. Ôi, từng bóc nha. Thật. Cu rất là rõ nha anh em. Bắn lại hai con đua hai cái đầu ngồi lắm á. Rớt một con rồi. Không, ta nuôi đây là đụng y ba. Có hai cái đua, hai cái tớ cũng quá ngon đâu mà. Ví dụ. Vừa bán được một con rồi nha anh em. Con cu này gọi là cu ngó nha. Cu này rất là to nha. Đây mình đã bắt được một con này nha anh em. Cụ này quá đẹp. Làm sao? Đừng đừng rồi pin vô cái máy. Được rồi. Mình vĩnh chút để đừng phát. Bán một phát trúng luôn anh em ạ. Quá tuyệt nha. Ok nha anh em. Sát thủ anh em ơi. Sát thủ nha. Tụi mình đi bán chim rất là sát thủ nha. Bán 10 con là trúng 1 con nha anh em. Tụi mình đi đuổi chim là chết anh em ơi. Rồi nói chung là vui nha. Đây được một con cu ngó nha. Chỗ mình gọi là cu ngó nha anh em ơi. Giờ anh em mình như trầm giờ anh em đi tới điểm bán tiếp theo nha. Tiếp theo nha anh em. Nãy giờ bán khoảng bao nhiêu con rồi Trầm? Ở 10 mấy con rồi. Rồi ok. Giờ anh em mình tiếp tục lên đường nha anh em. Cu anh em lò đuôi đấy. Ui dồi. Trúng đuôi gãy chân rồi đấy. Đầu tiếp nhân. Đây trúng này gầy cánh không? Nó bên đây đứng này. Này này. Bay một chiên trúng hai con được. Đây tôi thằng hai con. Này. Đây ba con này. Đấy. Đây. Ở trên hai con. Ồ sát bên bắn phá hai con. Ném cho nó bay, ném cho nó bay hết. Đây ném mini giờ nó bay ra. Câu tầm nó bay cho nó. Cho hoặc bay. Sát bên đây bắn trúng nữa thôi lỡ chặt không. Chắc nhảy lên chụp quá. Ồ, ác à. Cào lên trong nhà cái lão. Cùng nữa. Rồi được, đối chiều đây cô cặp bé Vương cặp xong sinh đi. Cho nem cặp đấy, để đó rồi nha. Rớt. Đây. Rồi dính. Rồi con nghe anh em, mừng quá mừng. Con nụ nữa, con nữa. Đây, giờ bán đường con nha. Bớt mở lại đường nó la. Bớt mở lại. Bớt tiếp tục nha anh em.
Chào mười anh em nhé, chị em nhé. Trật lắc. Chào bây giờ tụi không. Bây giờ kìa. Chào. Chim nhiều chứ, có là nhiều gì ta. Món này nó bay qua đây, còn mấy con này con rổ đen thôi. Anh em mình ăn chim nữa nha anh em. Chim rất là nhiều nha. Rồ. Một cây nó bay rất là nhiều anh em ạ. Còn ở trời đó. Xôi không ai xôi vậy. Tầm lên lên bây giờ ra. Đừng biết đâu. Bình ai biết. Không lấy bình trắng ra là bình trên. Đây đây con con này mày. Đây đây đây. Cao dữ vậy. Cao còn bắn ra giờ sao? Bắn được bắn. Gì vậy? Bộ mình bị cháy mình vậy. Bộ. Bắn trúng một cây ấy. Bị bạn bị lại con. Nên em trắng cây luôn nè. Nãy kia mấy con thấp thấp bắt thiệt đã. Thấp thấp này con rất có độ rõ. Hết đầu thấp không? Rồi.